Bạn muốn học online từ trình độ N3 đến N1? Hãy đăng ký ngay qua fanpage Học tiếng Nhật cùng HCC Japan hoặc truy cập vào website thaolegb.com để nhận được các bài học miễn phí. Link chi tiết ở phần mô tả nhé. Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học từ vựng. Và những từ vựng này là những từ vựng khá đặc biệt. Nó là những từ ngắn trong tiếng Nhật và chủ yếu là có hai âm tiết. Thế nhưng mà ngắn nhưng mà là có võ đấy nhá. Những từ này được sử dụng khá là nhiều trong thực tế của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Với từ đầu tiên các bạn nhìn thấy là kotsu. Và thông thường thì nó không được viết bằng kanji đâu các bạn ạ, mà chủ yếu được viết bằng katakana để mang cái tính chất nhấn mạnh. Kotsu có thể hiểu là một bí quyết hoặc là một cái phương pháp để chúng ta có thể xử lý công việc. Ví dụ với câu đầu tiên, kantan sou ni mieru kedo yatte miru to umaku ikanai. Nanka kotsu ga aru mitai da. Câu này thì ý nghĩa của nó là gì ạ? Nhìn thì có vẻ là đơn giản. Kantan sou ni mieru kedo. Thế nhưng mà làm thử rồi thì thấy nó khó đúng không ạ? Làm nó không thuận lợi. Umaku ikanai. Hình như là phải có một cái bí quyết hoặc có một cái phương pháp nào đấy thì mới có thể làm được đúng không ạ? Kotsu ga aru mitai da. Hoặc với câu số 2. Với câu này á thì các bạn có một cái từ là snowboard. Chuột ván tuyết này đúng không ạ? Có bạn nào đã từng sang Nhật và mới bắt đầu học cái môn này chưa ạ? Chắc chắn là đúng không? Bởi vì ở Việt Nam mình thì làm gì có tuyết. Và chủ yếu là chúng ta sang Nhật thì sẽ có những cái vùng trượt tuyết khá là thích. Mình thì cũng đã từng đi trượt rồi nhưng mà tập mãi mà cũng chẳng trượt được. Snowboard ga umaku naru tame ni hayaku kotsu o tsukamitai. Ở đây các bạn có cái động từ là tsukamu. Tsukamu thì với nghĩa trực dịch là nắm một cái gì đó, đúng không ạ? Nhưng mà nó còn được dùng với nghĩa bóng là mình nắm một cái bí quyết, nắm được một cái phương pháp nào đó. Thì trong cái câu này là tôi muốn nắm được càng sớm càng tốt cái bí quyết để làm sao ạ? Để mình có thể trượt tuyết giỏi. Còn với câu số 3, kamujo wa ichido osieru to kotsu o nomikomu no ga hayai. Các bạn có cái động từ là nomikomu. Nomikomu với nghĩa đầu tiên là nuốt. Thế nhưng mà nó còn được dùng với nghĩa bóng để chỉ nghĩa là chúng ta nắm bắt và hiểu học một cái kiến thức nào đó rất là nhanh. Ví dụ với câu này thì cô ấy khi mà mình dạy cho cô ấy đúng không ạ? Cái nào mà khi mình đã dạy rồi thì cô ấy sẽ nắm được cái kiến thức rất là nhanh, nắm được cái phương pháp. Hay chúng ta còn hiểu là tiếp thu nhanh đúng không ạ? Ok, đã được một từ là bí quyết hoặc là phương pháp. Với từ số 2 này đó là cái, chỉ có hai âm tiết thôi. Và từ kanji của nó là từ này. Thực ra thì trong các văn bản thì cũng có khi người ta sẽ viết bằng từ kanji. Nhưng mà chủ yếu thì người ta sẽ viết bằng cái từ hiragana để nó mềm mỏng hơn. Với cái từ vựng này thì nó lại liên quan đến một phần ngữ pháp của N1. Đó chính là cái mẫu kai ga aru. Kai ga aru được dùng để thể hiện cái nghĩa là bỏ công sức. Ví dụ, mình bỏ công sức ra để làm một cái việc gì đó và cuối cùng thì mình nhận lại được cái kết quả tương ứng với cái công sức mà mình bỏ ra. Bỏ công làm với việc gì đó đúng không ạ? Ví dụ câu này. Honban no musical. Chúng ta có cái từ là musical là musical ấy, âm nhạc đúng không ạ? Sasuga ni subarashii. Sasuga ni với là mang tính chất nhấn mạnh đúng không ạ? Quả thực, thực sự rất là tuyệt vời. Subarashii, khen ngợi là chủ yếu đúng không ạ? Sasuga ni hoặc là sasuga. Okane o dashite toku made kita kai ga atta. Trong cái câu này á thì các bạn có một cái từ là honba. Honba thì nó dùng với nhiều trường hợp các bạn ạ. Và cái ý nghĩa của nó, ví dụ như trong luyện tập thì chúng ta có cái phần len shu và cái phần honba là chúng ta trực tiếp thực hiện nó, trực tiếp biểu diễn. Lúc này thì không còn là luyện tập nữa mà là bước ra cái môi trường thực tế để trình diễn đúng không ạ? Hoặc là trong IT nó có thể dùng để chỉ nghĩa là cái môi trường thực. Ví dụ ở cài đặt cái chương trình này vào cái môi trường thực tế. Vậy thì trong câu này, cái âm nhạc tại cái nơi đó, ví dụ như là chúng ta đi xem live show chẳng hạn, đúng không? Xem âm nhạc, nghe nhạc tại cái nơi đấy, tại cái buổi trình diễn thực tế luôn, thì nó thực sự là rất là tuyệt vời. Quả là gì? Bỏ công, kai ga atta, bỏ cái công bỏ tiền và đi đến tận nơi xa như thế này để xem đúng không ạ? Bỏ công sức, kai ga atta. Còn trường hợp ngược lại, nếu như bạn sử dụng với kai ga nai thì nó dùng để chỉ nghĩa là vô ích. Mình bỏ công sức để làm thế nhưng mà không nhận được cái kết quả, không nhận được lại cái kết quả gì cả. Kai ga nai.
cái từ này á thì chúng ta có thể kết hợp với những cái danh từ khác hoặc với những cái từ khác để tạo thành những cái ý nghĩa. Ví dụ như là ikigai, lúc này á thì kai sẽ được biến âm thành gai. Ikigai dùng để chỉ nghĩa là cái lẽ sống. Lẽ sống chính là một cái niềm động lực trong cuộc sống để chúng ta cảm thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa, đúng không ạ? Ví dụ câu này, kodomo ga kekkon shite ie o deru to ikigai ga nakunatta という hahaoya ga oi. Có nhiều bà mẹ bởi vì quá là chăm bẵm cho con, đúng không ạ? Coi đứa con như là một cái lẽ sống của cuộc đời mình. Và khi mà đứa con đấy nó kết hôn, ví dụ con gái rượu chẳng hạn, nó kết hôn, nó ra khỏi nhà, nó sống độc lập rồi, thì cảm thấy như là cái cuộc đời mình nó mất đi cái lẽ sống, mất đi cái niềm vui trong cuộc sống. Đó, thì chúng ta có từ là ikigai với nghĩa là cái lẽ sống. Hoặc các bạn có thể có từ như là yarigai để chỉ cái động lực trong công việc để mình cảm thấy là cái việc này là cái mà mình đáng làm. Khi mà mình làm thì mình nhận được một cái kết quả, một cái điều mà mình mong muốn, đúng không ạ? Yarigai. Và chắc hẳn là trong chúng ta ai cũng muốn làm một cái công việc mà nó đem lại cho chúng ta động lực, đúng không? Chẳng ai muốn làm một cái công việc mà mình không thích hoặc là chẳng có cái động lực nào cả. Từ này là một từ khá là hay và đặc biệt với từ yarigai. Tuy nhiên thì với từ này nó cũng có thể được ghép trong những cái trường hợp khác. Các bạn cùng xem câu này nhé. Shiyu ga komatteru no ni tasukete agenai nante tomodachi gai ga nai. Lúc mà đứa bạn thân đang gặp khó khăn thế nhưng mà lại không giúp đỡ, thật đúng là không đáng làm bạn, đúng không ạ? Tomodachi gai dùng để chỉ nghĩa là đáng làm bạn, cái người đấy hoặc cái mối quan hệ đấy là một cái tình bạn thực sự. Đó, thì ở đây cũng bạn có từ là ikigai ga nai, tức là gì? Không có gì để đáng làm bạn cả. Bạn bè thì trong cái lúc mà khó khăn thì phải giúp đỡ lẫn nhau, đúng không ạ? Đằng này thì komatteru no ni tasukete agenai. Bạn đang khó khăn nhưng mà chẳng giúp đỡ bạn thì đấy không đáng là bạn hoặc không phải là một cái tình bạn thực sự. Tomodachi gai ga nai. Ok, vậy là đã được hai từ nhá. Từ tiếp theo này, ate. Các bạn nhìn thấy là từ kanji của nó là chữ đương, đúng không ạ? Đương với nghĩa là trúng vào một cái gì đó. Thế nhưng mà từ này thì phần lớn nó cũng sẽ được viết bằng hiragana. Ate thì nó sẽ dùng để chỉ những cái ý nghĩa như là mục đích, nhắm đến một cái điều gì đó là mục đích này, hoặc là mikomi, mình hy vọng vào một cái điều gì đó, nhắm đến cái niềm hy vọng đó, kitai, hoặc là tayoru mono, cái mà mình có thể trông cậy, cái mà mình nhắm vào, mình cứ nhắm vào đấy để trông cậy nhờ vả. Vậy thì các bạn thấy rằng nó được sử dụng trong chủ yếu là sẽ là ba trường hợp, đúng không ạ? Mục đích, mikomi và tayoru mono. Chúng ta sẽ xem ví dụ để hiểu rõ hơn nhé. Với câu thứ nhất, kenka o shite ie o deta kanojo wa ate mo naku aruki tsuzuketa. Trong cái câu này á thì cái ate được chuyển thành cái dạng là ate mo naku, phủ định, đúng không ạ? Cô ấy cãi nhau, có thể là cãi nhau với chồng hoặc là người yêu chẳng hạn, và sau đấy thì bỏ nhà đi. Và cô ấy cứ đi lang thang, không có một cái mục đích, không có một cái nơi đích đến nào cả, cứ đi lang thang thế. Ate mo naku aruki tsuzuketa. Thì trong cái trường hợp này, nó bằng nghĩa với nghĩa cứ đi lang thang đó, không có một mục đích là mình sẽ đi đến một cái địa điểm nào đó, hoặc là không có một mục đích là sẽ đi đến đâu để làm gì. Ate mo naku. Hoặc với trường hợp tiếp theo, thì cái cách dùng ở đây á, người ta chuyển thành ate ni shite. Với nghĩa là coi cái N này này là cái mà mình kỳ vọng, là cái mà mình nhắm đến, đúng không ạ? Mình nhắm đến trong tương lai. Ví dụ, tôi mua một cái xe ô tô và tôi kỳ vọng, tôi hy vọng, tôi nhắm đến là sau này vào tầm tháng 6 chẳng hạn, mình sẽ có cái đợt bonus tiền thưởng. Thế nhưng mà sono ate ga hazurete shibarai ni komatteru. Hazureru với nghĩa là bị lệch, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái hy vọng đó bị chật rồi và bây giờ đang khốn khổ mới trả tiền thế nào đây, đúng không? Thì chúng ta có là ate ni shite là mình hy vọng, mình cứ kỳ vọng, trông đợi, nhắm vào một cái đối tượng N nào đó. Còn với câu số 3, oya ni kodomo o azukeru tsumori datta kedo rusu datta. Tsumori datta, định, đúng không ạ? Tôi định là gửi con sang nhà bố mẹ. Azukeru, gửi, đúng không ạ? Thế nhưng mà bố mẹ đi vắng, rusu datta. Hoka ni ate ga nai, tôi chẳng có cái chỗ nào để trông cậy cả, bây giờ không biết nhờ con ở đâu đây. Doshio. Ok, vậy là với ba ví dụ này thì chúng ta đã hiểu rõ về từ ate rồi, đúng không nào? Tiếp tục với một từ ngắn nữa nhé. Kiri. Cũng là hai âm tiết, đúng không ạ? Kiri.
Khi đứng một mình thì kiri dùng để chỉ cái điểm ngắt, cái điểm dừng, cái mà chúng ta cắt ra đúng không ạ? Hoặc là cái điểm cuối cùng. Tuy nhiên thì nó thường được kết hợp với những cái cách nói khác. Ví dụ với cách nói này, nếu mà chúng ta tra từ điển thì có khi sẽ rất là khó hiểu. Chúng ta có cách nói là kiri ga ii. Nó có thể được dùng để chỉ cái nghĩa về con số khi để chúng ta đi mua hàng chẳng hạn. Thì cái số tiền tính á, nó được gọi là những cái con số đẹp. Đó là tức là cái điểm ngắt của nó đẹp. Những cái con số đẹp, số tròn chẵn, ví dụ như là 10, 20, 500, 1000 thì người ta gọi là kiri no ii suji. Hoặc là cái giá nó đẹp đúng không ạ? Nó chẵn dễ tính. Kiri ga ii. Ví dụ trong cái hình này, cái số tiền phải trả là 1024. Đó, cái số nó rất là chẵn đúng không ạ? Thì cái ông khách này ông ấy nói là kiri ga ii desu ne. Số tiền chẵn, tức là cái điểm mà nó ngắt, cái điểm mà nó dừng là cái điểm đấy tốt, nghĩa trực dịch của nó là như thế. Thường với những cái con số mà người ta gọi là số chẵn, số đẹp, ví dụ như là nó sẽ là những cái số mà chúng ta dễ chia, hoặc là những cái số mà chúng ta dễ tính tiền chẳng hạn, thì người ta sẽ gọi là kiri ga ii. Cái thời điểm thích hợp hoặc là thời điểm phù hợp để chúng ta làm một việc gì đó. Ii timing. Nếu mà nói như thế thì sẽ hơi khó hiểu một chút đúng không ạ? Các bạn nhìn ví dụ nhé. Ví dụ ở đây, chúng ta có một cái cuộc họp. Và cái cuộc họp đấy thì ở cái phần đầu tất cả mọi người đã phát biểu rồi. Zen no hakbyo ga owatta. Và sau khi phát biểu xong thì sẽ đến cái phần chất vấn đúng không ạ? Và bởi vì là trong một cái cuộc họp bao giờ người ta cũng sẽ chia ra làm các cái chương trình đúng không? Và sau khi mà mọi người phát biểu xong thì cái lúc đấy sẽ chuẩn bị bước vào cái phần chất vấn. Và cái lúc đấy là cái thời điểm cũng là rất là phù hợp để chúng ta ngắt đoạn ra đúng không ạ? Kiri ga ii no de koko de 10 phút kyūkei shimashou. À, cũng đúng lúc mà chúng ta sẽ nghỉ, tạm thời nghỉ ở đây một chút tầm khoảng 10 phút đó. Thì cái kiri ga ii nó sẽ mang cái tính chất là kiri ga ii tokoro, một cái thời điểm phù hợp để chúng ta ngắt đoạn ra, dừng lại và cắt, có thể là tạm nghỉ giữa chừng và sau đấy sẽ tiếp tục chẳng hạn. Tuy nhiên so với hai cách nói lúc nãy, chủ yếu là nó dùng để chỉ những cái gì nó cắt, nó dừng đúng không ạ? Thì với cách nói này nó sẽ được sử dụng nhiều hơn cả. Đấy chính là kiri ga nai. Kiri trong trường hợp này nó sẽ bằng với nghĩa là cái điểm cuối cùng, điểm dừng, owari. Và kiri ga nai thể hiện nghĩa là vô tận, không có điểm dừng. Ví dụ, ôi nhiều lắm, nếu mà bây giờ mà đếm thì không bao giờ hết được. Đó, thì trong trường hợp đấy các bạn có thể dùng với kiri ga nai. Kazoe agereba kiri ga nai. Hoặc có một cái mà chúng ta hay dùng với cái từ này, đó là cái ví dụ như là lòng tham vô đáy, hoặc là cái mong muốn thì không bao giờ có cái điểm dừng, không có giới hạn đúng không ạ? Ningen no yoku wa kiri ga nai. Ví dụ bây giờ đang không có tiền thì ước có một cái ngôi nhà, sau khi có ngôi nhà rồi thì ước có một cái xe hơi đẹp. Có hai cái thứ đấy rồi lại ước có biệt thự, nó cứ cao cao mãi, không bao giờ có cái điểm dừng. Vô đáy đúng không ạ? Kiri ga nai, vô đáy hoặc là vô tận. Hoặc trong câu ví dụ này, kodomo wa amayakasu to kiri ga nai kara chiesai uchi kara kibishiku shita hou ga ii. Nếu như mà mình amayakasu, mình nuông chiều trẻ con ấy, thì nó sẽ cứ đòi cái này đến cái kia, không bao giờ biết dừng lại. Kiri ga nai. Thế nên là từ nhỏ mình phải gì ạ? Mình phải nghiêm khắc với con. Kibishiku shita hou ga ii. Vậy là chúng ta đã được ba từ khá là hay ho rồi đúng không nào? Bước vào từ tiếp theo nhé. Kang. Từ này thì mọi người hay nhìn thấy trong những từ ví dụ như là nhầm đúng không? Nhầm lẫn cái gì đó. Thế nhưng mà khi đứng một mình ấy thì nó dùng để chỉ nghĩa là cái trực quan, cái giác quan, hay chúng ta còn hiểu là một cái giác quan thứ 6, cái linh cảm của chúng ta. Ví dụ với câu này. Wakaranai mondai wa kan de kotaeru shika nai. Bây giờ tớ đi thi á, mà những cái câu mà có thể biết được thì tớ sẽ làm, tớ sẽ suy tính các kiểu để tớ làm đúng không ạ? Còn những cái câu nào mà không biết ấy thì chỉ còn cách là trả lời theo cảm quan thôi, cảm tính thôi. Đó, thì mình cảm thấy, mình linh cảm thấy cái nào ok thì mình trả lời, chứ nó không có cái phần lý trí ở đấy. Thì cái con ở đây nó sẽ thể hiện cái nghĩa là theo một cái gì đó rất là cảm tính, hoặc là theo cái linh cảm, trực cảm của mình thôi. Con de kotai de. Hoặc có một cái câu nói mà mọi người thường hay nói, đó là linh cảm của phụ nữ bao giờ cũng đúng. Hay là cái linh cảm của phụ nữ rất là sắc bén đúng không ạ? Ví dụ như là cảm thấy là chồng mình dạo này có một cái gì đấy nó nghi nghi. À, linh cảm có khi là anh này ngoại tình rồi. Đó, thì với cái câu đấy các bạn sẽ dùng với kan. Onna no kan wa hontou ni surudoi.
Sửdoi, sắc đúng không ạ? Thì trong cái câu này nó dùng đến chỉ là rất là sắc bén. Cái linh cảm của phụ nữ rất là sắc bén. Ví dụ trong câu số 2 này. Kakushiteitemo kanojo wa kan ga ii kara sugu ni barechau. Dù mình có giấu, cái câu này có thể là của anh chồng chẳng hạn. Dù mình có giấu đi chăng nữa, thì nhưng mà cô ấy cái linh cảm rất là tốt. Kan ga ii, bởi vậy mà sẽ bị lộ ngay thôi. Barechau yo. Bare, lộ đúng không ạ? Bị bại lộ. Barechau yo. Thì cái cụm từ này á, thường nó sẽ đi với những cách nói như là linh cảm tốt này, kangai, hoặc là cái linh cảm rất là sắc bén, cái trực cảm rất là sắc bén, kangasurudoi, hoặc là chúng ta có thể dùng là cái linh cảm nó luôn đúng đúng không ạ? Nó đúng, nó trúng á, các bạn dùng với kangaataru, hoặc là bằng một cái cách nói khác như là yoku kangahataraku. Hoặc với cái câu này, chúng ta có thể nói bằng một cách khác là cái linh cảm của phụ nữ hay đúng lắm, phụ nữ có một cái giác quan thứ 6 rất là tốt. Onna no kan wa ataru. Ok, vậy là được 4 từ rồi nhá. Đến từ thứ 5 này. Với từ thứ 5 này thì các bạn nhìn hình ảnh một cái đôi giày này rất là rách nát đúng không ạ? Rách tả tơi. Nếu mà cái từ này dùng với cái dạng từ lãnh ấy, thì chúng ta sẽ dùng là boroboro, đúng không ạ? Rách tả tơi, rách bươm luôn. Boroboro. Thế nhưng mà cái từ của nó chúng ta có là boro, dùng để chỉ nghĩa là rách và nó chỉ có hai âm tiết thôi. Boro. Thế nên biến sang cái từ lãnh chúng ta sẽ chuyển thành boroboro. Và cái từ rách này thì nó được dùng trong những trường hợp như thế nào? Chúng ta hay có nói trong tiếng Việt cũng như vậy. Ui giời, cái xe ô tô rách này. Đó, thì cái từ rách đấy nó không phải là cái xe ô tô bị rách giống như cái miếng vải, mà là cái xe ô tô này đã cũ nát rồi. Các bạn có thể dùng cái boroboro đi trước một cái danh từ để chỉ nghĩa là cái đấy đã cũ nát rồi, dùng lâu, sắp hỏng đến nơi rồi. Thường hay đi với những cái như là xe cộ này, hoặc là giày chẳng hạn. Ví dụ trong cái câu này, konna boro kuruma ja ryoko wa muri da. Cái xe ô tô rách như thế này thì không thể nào đi du lịch được rồi. Làm sao mà dùng cái xe ô tô đấy để đi phượt được? Thì các bạn có thể dùng ví dụ như là cái xe đạp rách, boro no jitensha, hoặc là boro kutsu, cái đôi giày rách rồi, cũ rách nát được. Nhưng mà có một cái điểm thú vị, đó là cái từ này á, nó không chỉ dùng để thể hiện cái nghĩa là cái đồ vật nó bị rách nát cũ, mà nó còn được dùng để chỉ cái nghĩa là một cái khuyết điểm, một cái tật xấu, một cái điểm xấu mà mình cố gắng che đậy, cố gắng che giấu. Thế nhưng mà có thể nó sẽ bị lộ ra. Ví dụ trong câu này. Kare wa shaisho wa nani mo hanashinakatta kedo. Anh ta ấy, lúc đầu thì anh ta chẳng nói gì cả. Thế nhưng mà uống rượu vào thì vô tình là anh ta để lộ hết những cái khuyết điểm, những cái điểm xấu, nó hết những cái tật xấu ra đúng không ạ? Osake o nonde, tsui ni boro o dashita. Đấy, thì cái boro ở đây nó sẽ bằng với cái kiten là cái khuyết điểm. Hoặc ví dụ câu sau, càng nói thì càng lộ cái tật xấu, càng nói thì càng lộ cái khuyết điểm đúng không ạ? Hanaseba hanasu hodo boro ga deru. Trong cuộc sống của chúng ta cũng có nhiều người như thế đúng không ạ? Thoạt nhìn, mới nhìn thì có vẻ như là một cái người rất là tử tế, hoặc là không có cái khuyết điểm, rất là mỹ mãn. Thế nhưng mà càng nói chuyện thì càng lộ cái khuyết điểm ra. Hoặc là trong câu này, càng thân á, càng thân thì lại càng thấy là dần dần là lộ những cái khuyết điểm ra. Đó, trong cuộc sống cũng có những cái người như thế đúng không ạ? Aru teido shitashiku naru to tsui boro ga dete shimau hito mo imasu ga. Cũng có những người mà khi mà chúng ta thân với cái người đấy ở một cái mức độ nào đấy thì dần dần á thì lộ ra những cái điểm xấu của người đó đúng không ạ? Còn nếu mà chỉ như là quen sơ sơ thôi thì có thể là không nhận ra những cái điều đấy. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong video này rồi. Và trong video này thì chúng ta đã học 5 từ rất là ngắn, mijikai kotoba. Thế nhưng mà ngắn là có võ và được sử dụng khá là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.